Mua nít liên quân, Free Fire, PUBG siêu bài giá rẻ, truy cập ngay funnygame.vn. Hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Hỏi Đáp Gaming. Và mình thì vẫn là Toi, Tinh Tế. Rồi như vậy là sau khoảng tầm một tháng anh em nha, một tháng chúng ta không gặp nhau thì hôm nay Toi đã quay trở lại rồi. Tóc tai ngắn gọn, đẹp trai cắt tóc đàng hoàng rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục với những cái câu hỏi rất là hay trong cái series Hỏi Đáp Gaming mà mình đã đồng hành với anh em trong khoảng tầm hơn 2 năm vừa qua. Hôm nay là số bao nhiêu anh em nhỉ? 114, 115 gì đó, mình không nhớ rõ cho lắm tại cũng lâu rồi. Nhưng không sao, Toại đã cùng quay trở lại với anh em rồi đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng trao đổi, cùng chia sẻ những câu hỏi, những câu trả lời về những cái nội dung game, game mobile, game PC, game console. Rất là nhiều những cái thắc mắc rất là thú vị về cái nền tảng game mà anh em đã hỏi mình trong các số trước đây. Và bây giờ mình tổng hợp lại, mình chia sẻ lại với anh em nhé. Và cũng từ hôm nay trở đi, Toại sẽ liên tục đồng hành với anh em trong mỗi ngày với những cái video hỏi đáp gaming, với cái series chuyện game Việt và với những cái tin tức game hấp dẫn nhất, nóng hổi nhất của làng game thế giới. Gọn gàng đẹp trai rồi anh em ạ. Đấy. Rồi và không để anh em chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu luôn anh em nhé. Hôm nay cũng có rất là nhiều những câu hỏi đấy. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn có tên đó là Gamer Z. Rồi. Bạn hỏi là anh ơi cho em hỏi là nếu như quá 180 phút thì có ảnh hưởng gì, tức là nếu như chơi game quá 180 phút thì có ảnh hưởng gì không anh? Em từng chơi quá 180 phút mà em không thấy mình bị ảnh hưởng gì hết, mong được hỏi đáp. Rồi, anh em sẽ thấy một cái câu chuyện rất là quen thuộc, đó là trong những cái tựa game nổi tiếng đúng không, thì luôn có cái dòng chữ ở trong game đó là không chơi game quá 180 phút một ngày, tức là không chơi game quá 3 tiếng một ngày. Và đây cũng là cái khuyến cáo của nhà nước đúng không, của rất là nhiều cái cơ quan thông tin truyền thông rồi VTV các kiểu, thì người ta đều khuyến cáo, báo đài người ta đều khuyến cáo như vậy. Và không phải ngẫu nhiên mà người ta khuyến cáo như vậy đâu, và không phải ngẫu nhiên mà các cái nhà phát hành game họ phải gắn cái dòng chữ đấy vào trong game đâu. Nếu mà không bị ép thì người ta cũng chả gắn đâu, nhưng mà cái đấy là cái quy định bắt buộc của Bộ Văn hóa Thông tin, nên là VNG, Gardena hay là các cái nhà phát hành game họ buộc phải đưa cái dòng chữ là không chơi game quá 180 phút một ngày vào trong game, bởi vì những cái lý do sau đây. Em nói là em chơi không chơi game, em chơi quá 3 tiếng một ngày nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đúng không? Bởi vì nó ảnh hưởng từ từ trong cơ thể chúng ta mà chúng ta không nhận ra được. Tại vì sao nó ảnh hưởng như vậy? Thì nó liên quan đến những cái nghiên cứu khoa học anh em nhé. Tất cả những cái mẹ Toại sẽ trả lời cho anh em sau đây, nó không phải là Toại chém gió, Toại nói phét đâu, mà nó là kết quả của một quá trình nghiên cứu khoa học của rất là nhiều cái chuyên gia trên thế giới. Rồi, đầu tiên anh em dễ bị mắc phải một cái căn bệnh này rất là nguy hiểm mà người ta gọi đó là, trong y khoa thì người ta gọi là hội chứng tĩnh mạch sâu, hay còn gọi đó là cái hiện tượng đông máu ở trong tĩnh mạch ha. Thì tức là khi mà anh em ngồi một chỗ chơi game quá là lâu, như là chơi game này, hay là những người mà người ta đi máy bay đường dài khoảng tầm mười mấy tiếng liên tục này, tức là ngồi một chỗ quá lâu trong nhiều tiếng liên tục, thì trong cái tĩnh mạch, tức là trong cái đường di chuyển của máu trong cơ thể, nó có thể xuất hiện những cái gọi là những cái cục máu đông ha, những cái cục máu đông này. Và nó ảnh hưởng đến tính mạng anh em nhé. Để lâu thì nó nguy hiểm và nó có thể là ảnh hưởng đến tính mạng anh em nhé. Thì cái hội chứng tĩnh mạch sâu hay còn gọi là cái huyết khối sâu này, thì nó thường nó có thể xảy ra đối với những bạn như mình nói, đó là ngồi một chỗ lâu, có thể là dân văn phòng cũng dễ bị này, chơi game lâu cũng dễ bị này, đi máy bay đường dài cũng dễ bị này đó. Thành ra người ta khuyến cáo là không nên ngồi một chỗ chơi game quá là lâu. Đấy. Cái thứ hai nữa, nó cũng liên quan đến cái việc là tim mệt, máu các kiểu, đó là suy tim. Có thể xảy ra cái nguy cơ suy tim này, và có người chơi game liên tục, hình như mình nhớ không nhầm, là có một cái ông nào đó bên Hồng Kông, ông chơi game liên tục, hình như là mấy ngày đó không ngừng nghỉ, chỉ có ăn chơi game thôi, và bị suy tim, chết luôn anh em nhớ. Tiếp theo nữa thì nó gây ra rất nhiều cái hội chứng, nó liên quan đến cái mắt, tức là cái thị giác của chúng ta. Cái này mình tin chắc là nhiều anh em gặp phải giống mình này, anh em có công nhận đó là sau một cái thời gian nhiều tiếng anh em chơi game liên tục thì tự nhiên cái mắt chúng ta nó đau nó nhức và nó chảy nước mắt luôn, đúng không? Không phải là bụi bay vào mắt, hay là không phải là nhớ người yêu cũ cái gì đó đâu, tự nhiên nó đau mắt, nó nhức và nó chảy nước mắt, chảy rồng vậy. Và chúng ta soi gương thì thấy mắt chúng ta đỏ, đúng không? Có không? Có, chắc chắn có luôn. Mình là đứa đã từng bị như vậy, bị nhiều đặc khác, nó đã ảnh hưởng rất là nhiều đến cái thị giác của chúng ta, thì nó làm suy giảm thị giác và nó làm tổn thương mắt chúng ta. Nó chưa kể đến cái việc đó là màn hình máy tính, laptop hay là điện thoại thì nó có cái ánh sáng xanh, và cái ánh sáng xanh đó nó tiếp xúc, nó bắn trực tiếp vào mắt thì nó gây tổn hại cho cái thị giác của chúng ta trong một cái quãng thời gian dài anh em nhớ. Và chưa kể nữa là nó có rất là nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng đến cái thị giác nữa, đó là
anh em chơi game trong điều kiện ánh sáng yếu. Cái này rất là nhiều bạn gặp phải, đó là cứ kiểu là buổi tối trước khi đi ngủ tắt hết đèn trong phòng, cầm mỗi cái điện thoại tắt tối om, mở lên chơi game, bắn PUBG rồi chơi Liên Quân các kiểu, tức là chơi game trong điều kiện ánh sáng xịn, ánh sáng yếu, thì những cái tổn thương về mắt mình vừa kể cho anh em nó càng trầm trọng hơn nữa. Có thể là trong một cái thời gian ngắn anh em sẽ không thể nhận ra, nhưng để lâu thì cái thị giác chúng ta nó sẽ bị yếu đi anh em nhé, mắt chúng ta có thể bị mờ đi, cận thị hay là giảm cái thị giác xuống đó. Và ngoài những cái mà tôi kể cho anh em thì nó còn ảnh hưởng rất là nhiều những cái khác nữa, nhưng mà kể ra nó rất là dài và nó hơi bị khoa học, nhưng những cái mình vừa nói cho anh em thì nó đều là kết quả của các cuộc khảo sát và nghiên cứu khoa học trên những người chơi game trong thời gian dài. Và người ta tính toán rằng 180 phút một ngày, tức là 3 tiếng một ngày trở xuống là tối đa nhất là vừa đủ rồi. Ngoài ra thì anh em có thể khắc phục cái điều này bằng việc đó là anh em chơi game trong những cái điều kiện ánh sáng tốt, chơi game mà điện đóm bật đàng hoàng ban ngày các kiểu, hoặc một cách tối ưu nhất là anh em chỉ chơi từ 30 đến 1 tiếng thôi, 30 phút đến 1 tiếng, sau đó nghỉ. Nghỉ đi ăn uống, đi học, đi làm bài tập, đi chơi các kiểu, rồi sau đó quay lại chơi game, chứ đừng có chơi liên tục anh em nhớ, thì nó sẽ giảm những cái triệu chứng mà tôi vừa kể cho anh em ở trên. Đó. Thì ngoài ra nó còn nhiều cái ảnh hưởng khác nữa mà bằng mắt thường hay là bằng cảm nhận cá nhân chúng ta sẽ không thể nhận ra, bởi vì trong cái thời gian ngắn nó ít lắm, nhưng mà cứ tích dần dần qua hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, cái những cái triệu chứng đó nó sẽ trầm trọng hơn rất là nhiều nhá. Rồi mình sẽ đến với cái câu hỏi thứ hai, cũng là một câu hỏi rất là hay, là câu hỏi của bạn có tên là Thuận Nguyễn. Bạn hỏi là anh Toại ơi, các âm thanh trong game như là chạy, chém, uống nước, tiếng súng, tiếng hồi máu, tiếng chạy xe được tạo ra như thế nào vậy ạ? Mình rất là thích những cái câu hỏi này này, bởi vì những bạn này gọi là muốn tìm hiểu cái bản chất của cái tựa game, cái nội tại, cái nguồn gốc, cái người ta làm ra cái con game như thế nào, bạn rất là thích tìm hiểu, mình cũng thế. Thì trước đây mình đã từng có một cái video mình giải đáp cho anh em, mình nhớ không nhầm đó là cái số hỏi đáp gaming số 40, anh em có thể tìm lại cái đấy nhá. Thì mình giải thích cho anh em đó là cái quy trình tạo ra một cái tựa game thì nó gồm những cái bước nào, đúng không ạ? Thì anh em có thể tìm lại xem cái video đó, hỏi đáp gaming số 40. Thì cái việc mà tạo cái hiệu ứng âm thanh ở trong game nó nằm ở cái bước thứ hai, gần cuối cái bước thứ hai trong các cái bước làm game đó. Làm game thì có 3 bước cơ bản, đó là tiền phát triển và thứ ba đó là phát hành ha. Thì cái việc mà những cái âm thanh trong game này thì nó nằm cuối cái giai đoạn thứ hai, là nằm cuối cái giai đoạn phát triển. Và các cái âm thanh trong game thì nó được chia thành hai loại âm thanh anh em nhé. Đó là âm thanh được thu lại một cách thực tế và âm thanh được tạo ra bằng các cái phần mềm, bằng các cái hiệu ứng, bằng AI. Mình sẽ giải thích hai cái này cho anh em dễ hiểu. Cái đầu tiên đó là âm thanh được thu lại một cách thực tế. Thì cái này thường nó chỉ được áp dụng với những studio làm game lớn, những công ty game lớn, với những cái tựa game bom tấn trị giá hàng chục, hàng trăm triệu đô. Mình ví dụ là với những cái tựa game kiểu như là game thế giới mở như là GTA của Rockstar, hay là với CD game Just Cause này, đúng không? Một cái tựa game thế giới mở rất là nổi tiếng. Thì những cái công ty game lớn này họ sẽ làm gì ạ? Không phải họ trực tiếp họ đi thu âm những cái đấy đâu, mà họ sẽ bỏ tiền ra, và ở nước ngoài nó sẽ có những cái dịch vụ anh em nhé, có những agency, có những công ty, có những cái dịch vụ đó là họ bán, họ thu âm, họ bán lại những cái âm thanh này cho các cái công ty game hay là các cái nhà làm phim, nhà làm game, phim cũng có game và họ bán lại những ví dụ. Ví dụ trong Just Call đi, đúng không? Người ta muốn tạo ra anh em lên lái chiếc cano, anh em muốn nghe cái âm thanh của chiếc cano đấy như thế nào, đúng không? Hay dở hay là chạy lúc mà mới đề ba như thế nào, hai cái lúc mà dừng lại như nào, lúc tăng tốc như thế nào. Thì cái công ty game đó họ sẽ đặt hàng cho một cái agency. Thì cái agency đấy họ sẽ làm gì ạ? Họ trực tiếp họ thuê một chiếc cano, hay là họ mua một chiếc cano, họ gắn rất là nhiều cái micro xung quanh cái động cơ đó, họ chạy trực tiếp trên nước và thu lại cái tiền đó. Cái quy trình này họ làm rất là tỉ mỉ anh em nhé, có rất là nhiều cái micro họ làm rất là tỉ mỉ, trải qua nhiều cái quá trình, nhiều cái công đoạn, từ lúc đề pha xuất phát, lúc tăng tốc đến lúc phanh, lúc dừng lại nó như nào, họ thu hết và sau đó về có thể họ xử lý hoặc họ đưa qua cho cái công ty game đó họ xử lý anh em nhớ đó. Hay là về tiếng súng cũng tương tự như vậy, bình thường anh em nghe tiếng súng là tiếng AK chẳng hạn, đúng không, bắn bùm đó, nó chỉ là 0,0 mấy giây đó thôi, nó rất là nhỏ, rất là ngắn, nhưng người ta mất hàng ngày trời để làm, để thu lại làm sao ạ? Thu một phát nhưng mà chưa phải xong đâu. Bắn ở khoảng cách 5m sẽ khác nhau. Ví dụ trong PUBG anh em sẽ nghe cái tiếng súng bắn ở trong khoảng cách 5m khác nhau. 100m thì nó xa như nào, nó vọng như nào. 200m nó tiếng to nhỏ, tiếng vọng đi vọng lại nó như thế nào. Thì người ta sẽ phải thu rất là nhiều lần.
thu từ bên trái, bên phải, sau lưng, trước mặt để tạo ra cái âm thanh nó chi tiết nhất, nó tỉ mỉ nhất cho anh em. Và những cái âm thanh còn lại cũng tương tự như vậy. Thì cái âm thanh đó gọi là âm thanh thực tế được thu lại. Thì thường các cái công ty game lớn, một là họ làm thường hơn, chính xác hơn thì họ sẽ bỏ tiền họ mua lại từ các IDC, họ bỏ tiền họ thuê lại ha. Còn đối với các cái công ty game nhỏ thì sao? Mình ví dụ là những cái studio gọi là indie studio game ha, những cái công ty game nhỏ, những cái studio là làm game nhỏ thì rõ ràng họ không có đủ kinh phí để họ bỏ tiền ra họ thuê hay họ mua. Thì thường họ sẽ lên mạng, họ tải những âm thanh này về, ví dụ chạy tiếng gõ cửa này, tiếng đi bộ này, tiếng xe máy này, trên mạng thiếu gì đúng không, tải về ghép vào là xong. Hoặc là có thể họ bỏ ra họ mua, nhưng nó sẽ không thể hoàn hảo được như những cái âm thanh trong những cái tựa game bom tấn. Và đó là lý do vì sao anh em chơi những cái tựa game gọi là game AAA, game 3A, game bom tấn thì cái âm thanh nó đã lắm, nó sướng lắm, bởi vì họ đầu tư rất là nhiều tiền cho cái phần đấy anh em nhé. Chi tiết thì tất nhiên là nó phải ngon lành cảnh đào hơn rồi ha. Rồi, cái thứ hai đó là âm thanh không phải là âm thanh thực tế mà âm thanh được tạo ra bằng hiệu ứng, bằng phần mềm, bằng AI. Tại vì sao lại phải dùng cái âm thanh thứ hai này? Sau đây mình hơi ngứa mũi một tí xíu. Thì bởi vì là có những cái âm thanh nó không thể nào mà thu thực tế được. Mình ví dụ anh em chơi những cái tựa game mà đua xe, đua máy bay, bây giờ tự nhiên có hai chiếc máy bay nó đâm vào nhau tạo ra cái tiếng nổ bùng ha. Hay ví dụ anh em chơi bắn súng mà gần đây có Battlefield 2042 chẳng hạn đúng không, tự nhiên là phá hủy nổ cả một cái thành phố, bùm 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 bùm, bao nhiêu cái tòa nhà nó sập như vậy thì làm sao mà thu được đúng không? Chẳng lẽ phải phá hủy cả một cái thành phố để thu lại thì không thể. Thì lúc đó chính là việc họ sẽ dùng máy tính, dùng những cái phần mềm, dùng những cái AI, dùng những cái công cụ để tạo ra những cái âm thanh đó làm sao cho nó thực tế nhất. Tất nhiên là cái AI thì nó không thể nào mà bằng thực tế được ha, nhưng nó vẫn là thực tế nhất có thể bằng cái phần mềm đó. Thì đó là hai cái loại âm thanh ở trong game mà anh em thường được biết tới ha. Chạy, nhảy, uống nước, bắn súng các kiểu thì nó được tạo ra bằng hai cái kiểu đó. Tất nhiên tùy theo, gọi là tùy theo cái kinh phí phát triển của cái tựa game, tùy theo cái mức độ giàu có của cái công ty game, của studio game đó, thì cái mức độ chi tiết âm thanh ở trong game nó sẽ khác nhau. Đó là lý do vì sao mà anh em chơi những cái tựa game cùi bắp thì cái tiếng nó không thể nào mà nó đã bằng chơi những cái tựa game bom tấn được ha. Rồi tôi giải thích rất là cụ thể cho anh em từng bước đấy rồi. Mình sẽ đến với cái câu hỏi tiếp theo là câu hỏi thứ 3, câu hỏi của bạn có tên đó là Tâm Thành Thánh. Rồi, bạn hỏi là anh ơi cho em hỏi hai câu. Câu 1, về vấn đề đa phần có những người chơi game họ không muốn nạp tiền vào game dù là có sự kiện hay ho hay là hấp dẫn tới cỡ nào đi nữa thì họ vẫn nhất quyết không nạp vào game, thì nó có ảnh hưởng gì, những gì ạ? Câu 2 là nếu như tất cả game thủ quyết định không nạp tiền vào bất kỳ cái tựa game nào hết thì ảnh hưởng gì với anh? Rồi chung quy lại thì hai câu nó đều giống nhau là sẽ ra sao nếu không game thủ không nạp tiền vào game đúng không? Đó, câu thứ hai nó hơi vô lý tại vì tất cả game thủ đều không nạp tiền vào tất cả game thì nó hơi vô lý. Nhưng mà mình sẽ giải thích cho anh em sẽ ra sao nếu như game thủ không nạp tiền vào game. Đối với trên quan điểm của một game thủ thì mình không biết là với anh em thì game thủ được chia thành bao nhiêu loại, game thủ gà, game thủ VIP, game thủ pro, game thủ hack cheat, game thủ bốn chân là như nào mình không biết. Nhưng mà khi mình đi làm việc trong cái công ty game ấy thì mình nhận ra một điều rằng là đối với các nhà phát triển, nhà phát hành game, game thủ chỉ được chia thành hai loại duy nhất mà thôi. Đó là user và paying user. Ủa sorry anh em, tự nhiên đường còn giữa ha. Hai loại là user và paying user, tức là game thủ chơi miễn phí và game thủ nạp tiền. Rồi nhá. Để mình giải thích cụ thể cho anh em dễ hiểu này. Thì một cái tựa game nó được thành công hay không, nó có sống sót tốt hay không, thời gian dài hay không thì nó phụ thuộc vào cái gọi là cái doanh thu ở trong game ha. Thì game thủ này được chia thành hai loại như mình nói, đó là user và paying user. Thì cái thằng user này thường nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tại vì nó đâu có nạp tiền vào game đâu đúng không. Cái doanh thu sẽ đến từ cái phần đó là paying user ha. Và trong cái marketing game họ sẽ có những cái chỉ số để đo lường cái hiệu quả kinh doanh của cái tựa game đó. Về doanh thu thì nó sẽ có những cái chỉ số cơ bản như là ARPU, gọi là Average Revenue Per User. Cái doanh thu trung bình mà game thủ nạp vào trong một quãng cụ thể thì có thể là người ta tính là D1 tức là 1 ngày hay là M1 là 1 tháng gì đó. Mình ví dụ nhá, trong 1 tháng thì cái ARPU này ấy, nó là 1 triệu đô ha. Cho mấy con game có 1 triệu người chơi, con game đó có 1 triệu người chơi trong 1 tháng mà người ta thu về 1 triệu đô thì ARPU nó sẽ là bằng 1 đô. Ha, trung bình một game thủ nạp vào game sẽ là 1 đô.
Còn với cái ARPPU, tức là Average Revenue Per Paying User, cái doanh thu trung bình mà những game thủ nạp tiền họ nạp vào game, thì cái đó gọi là ARPPU. Mình ví dụ, trong một tháng một con game có 1 triệu người chơi và người ta thu về cũng là 1 triệu đô, nhưng có 900.000 người chơi là user chơi miễn phí và chỉ có 100.000 người là paying user, đúng không ạ? Thì 100.000 người đấy thu về được 1 triệu đô, có nghĩa là ARPPU trong một tháng đấy nó là bằng 10 đô. Trung bình một game thủ trả tiền nạp vào game đó trong một tháng là 10 đô. Thì những cái chỉ số đó họ sẽ bắt đầu tính toán và đánh giá, trừ đi cái chi phí marketing, tiếp thị, trả lương cho nhân viên các kiểu. Và nó ra cái kết quả cuối cùng là người ta có lời hay không. Nếu mà người ta lời, cái doanh thu nó mang về nó lớn, nó dư, nó nhiều hơn cái phần mà người ta bỏ ra những cái chi phí kia, thì tất nhiên con game đó tiếp tục được phát triển. Nhưng nếu người ta lỗ, cái doanh thu người ta thu về nó không đủ để họ tiếp tục họ duy trì cái tựa game đó, thì khi đó nó sẽ xảy ra một cái câu chuyện, đó là một cái văn mẫu mà rất nhiều anh em sẽ rất là quen thuộc đối với các cái công ty game, đó là vì các lý do khách quan và chủ quan, ban quản trị tựa game ABC XYZ xin tuyên bố, xin thông báo với các game thủ rằng game sẽ đóng cửa vào cái ngày bao nhiêu đó, và cái thời gian đóng cửa nó sẽ là ở ngày A thì sẽ là đóng cổng thanh toán, ngày B sẽ là đóng cái hoạt động giao dịch ở trong game, và đến ngày C thì đóng toàn bộ cái server và game sẽ chính thức đóng cửa. Ha, khi mà cái doanh thu nó thu về không đủ thì họ sẽ đóng cái cửa con game đó chính thức chết. Thì đó chính là cái câu trả lời cho bạn là sẽ ra sao nếu game thủ không nạp tiền vào game ha, và nạp không đủ thì là đơn giản thôi, game chết. Bởi vì kinh doanh game hay kinh doanh bất kỳ một cái lĩnh vực nào thì mục đích cuối cùng của các cái nhà phát hành, nhà phát triển là doanh thu, là lợi nhuận. Tao có nhiều tiền, tao thu về được nhiều tiền thì tao làm game tiếp. Tao không có thu về đủ tiền mà tao đã bỏ ra thì tao đóng cửa, tao không cho mày chơi nữa. Đơn giản chỉ có như thế thôi nhớ anh em nhớ. Đó là quan điểm của các cái nhà làm game. Và câu 2 thì hơi vô lý, là không có cái chuyện là tất cả game thủ không nạp tiền vào tất cả các game đâu. Bởi vì cái tâm lý của con người sẽ luôn luôn là muốn đứng ở trên, muốn nổi tiếng, đúng không? Muốn chiến thắng, mà muốn chiến thắng thì bắt buộc phải nạp vào rồi, đúng không? Đó là với pay to win, hay là muốn nổi bật với những cái tựa game thì họ phải nạp tiền vào để có những cái skin để nổi bật hơn những người khác. Và trước khi một cái tựa game được người ta mang về thì họ sẽ trải qua cái quá trình đó là khảo sát thị trường, các kiểu tính toán ABC XYZ, gọi là R&D đó, đúng không? Thì họ tính toán xem là có lời hay lỗ thì người ta mới nhập về anh em nhớ. Thì đó là cái mình giải thích nó chi tiết, nó cụ thể để anh em hiểu được cái bản chất của cái vấn đề của các cái nhà làm game và của cái việc là kinh doanh trong game và của việc là nạp tiền vào game nó ảnh hưởng như thế nào anh em nhớ. Hơi dài dòng nhưng nó cụ thể, đúng không? Rồi, và đó cũng là câu hỏi cuối cùng trong số Đáp Gaming ngày hôm nay. 3 câu nhưng mà cũng tầm 18 phút rồi anh em nhớ. Và nếu như anh em có bất kỳ những câu hỏi nào, những thắc mắc nào, đừng quên là ném vào bên dưới mỗi video bằng cách là comment những cái câu hỏi thật là hay, thật là thú vị, thật là hấp dẫn. Toại sẽ cùng với anh em sẽ cùng nhau tổng hợp lại để xem là cái vấn đề nào được nhiều bạn quan tâm nhất, chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau, cùng chia sẻ, cùng trả lời trong các số hồi đáp gaming tiếp theo. Và mình chúc cho tất cả anh em ở đây đều ít nhất sẽ được một lần lên sóng trong cái series hỏi đáp gaming của mình. Và đừng quên, nếu thấy hay, nếu thấy thú vị, nếu anh em cảm nhận được những cái giá trị về kiến thức về game mà anh em nhận được trong mỗi cái video của mình, thì hãy nhấn like, nhấn share và nhấn subscribe cho Toại, để Toại tiếp tục có thật là nhiều động lực và tiếp tục mang đến những cái video thật hay, thật thú vị cho anh em trong các nội dung tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Toại tinh tế và theo dõi các thông tin game mới nhất nhé.